Hôm nay sau giờ làm mẹ dẫn Pin ra công viên biển ở thành phố Bassville chơi. Hôm nay trời nắng đẹp, khá nóng. Đó, đây là ở ngoài xe chạy vô công viên. Giờ này bắt đầu người ta ra biển đúng sau giờ làm. Người ta ra biển chơi, hít thở không khí trong lành. Công viên cũng khá là rộng. Đường bay, máy bay đây, đó trên bầu trời. Đó, đây là những cái xe food truck. Bắt đầu mùa hè là có những cái food truck họ bán thức ăn, kem, thức uống cho khách đây Pin. Đói bụng quá rồi, ăn cái burger vô. Pin quay qua coi Pin. Pin mới mua cái burger. Đó, những cái xe food truck này họ đăng ký chỗ bán. Đó xa xa là biển, đó núi bên kia xa xa là biển, đây công viên nhìn sạch sẽ thoáng mát. Đó, xa xa ngoài đó là biển đấy. Mà biển coi vậy chứ lạnh bơi không nổi. Đó, một mảng rất là xanh xanh. Đó, đằng xa cái đứa nhỏ nó tắm chơi dạng công viên nước. Chơi cho con nít. Một màu rất là xanh xanh. Đẹp ghê không? Đó. Các ông cụ bà lão cũng ra đây ngồi chơi. Kia đang đi nhặt mấy cái lon trong thùng rác, mấy lon đó bán cũng tiền không ấy. Đó, cụ đang nhặt mấy cái lon đó. Đó con gì đây, đó con gì đây, hai ba con luôn, đằng xa xa có hai con nữa kìa. Đi ra ngoài biển nè. Xe đậu dài dài. Bóng chuyền hả Pin? Thèm bóng chuyền hả? Quá trời. Căng dây bóng chuyền chơi quá trời trên bãi cát. Tắm nổi xuống nước cũng lạnh lắm. Đây, một cặp đang phơi nắng. Pin tắm biển không? Tắm không? I'll be. This way, London.